Thưa quý vị, và kể từ 6 giờ sáng ngày hôm nay mùng 4 tháng 4, tuyến đường cao tốc Cam Lộ La Sơn cấm xe khách trên 30 chỗ, xe giường nằm và xe tải 60 trở lên, theo quy định của Cục Đường bộ Việt Nam. Ghi nhận của phóng viên Truyền hình Nhân dân tại điểm đầu tuyến cao tốc thuộc huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị. Đến 10 giờ sáng nay, ngày 4 tháng 4, việc lắp đặt các biển báo cấm một số loại phương tiện đi vào tuyến cao tốc Cam Lộ La Sơn tại điểm đầu của tuyến thuộc huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị vẫn chưa thực hiện xong. Điều này đã ảnh hưởng tới các cái phương tiện lưu thông trên tuyến quốc lộ 9 cũng như trên tuyến cao tốc. Và lực lượng chức năng đang phải trực tiếp có mặt tại hiện trường để điều tiết phương tiện, tránh các hiện tượng ùn tắc hoặc là tai nạn có thể xảy ra. Sáng ngày 4 tháng 4, việc lắp đặt các biển báo trên tuyến cao tốc này vẫn chưa thực hiện xong. Các lực lượng làm nhiệm vụ tại đầu chốt tuyến vào cao tốc Cam Lộ La Sơn tại Quảng Trị rất vất vả trong việc hướng dẫn, yêu cầu các lái xe điều khiển phương tiện đi đường khác. Hiện tại thì ghi nhận từ 6 giờ đến nay thì một số phương tiện cũng chưa nắm được tình hình về vấn đề là phân luồng trên tuyến Cam Lộ La Sơn. Cho nên là nhiều phương tiện xe đầu kéo đã có cái việc đây là đã di chuyển vào cung đường Cam Lộ La Sơn. Tuy nhiên là cũng đã được lực lượng cảnh sát giao thông là hướng dẫn để tiếp tục di chuyển trên cái cung đường được phép. Hy vọng là một vài ngày tới thì trên các phương tiện thông tin đại chúng thì các cái phương tiện giao thông sẽ đi đúng cái hướng dẫn mà theo các biển báo đã cấm. Cao tốc Cam Lộ La Sơn dài hơn 98 km, kết nối tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế, hiện mới chỉ có 2 làn xe. Thời gian qua, trên tuyến đường này thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng, khiến Cục Đường bộ Việt Nam đưa ra quyết định cấm một số loại phương tiện lưu thông trên cao tốc. Thưa quý vị, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa phối hợp với các địa phương vùng Tây Nguyên tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư vùng Tây Nguyên năm 2024. Sự kiện thu hút khoảng 200 doanh nghiệp đến tìm cơ hội đầu tư. Vùng Tây Nguyên sở hữu nguồn tài nguyên rừng phong phú với độ che phủ đạt 51,34%, có lợi thế về đất đai, đặc biệt là các loại đất phù hợp cho trồng cây công nghiệp, hệ thống hồ, thác, khu hệ động thực vật phong phú, nhiều tiềm năng phát triển du lịch. Năm tỉnh thuộc vùng Tây Nguyên gồm Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng, Đắk Nông kêu gọi đầu tư gần 560 dự án ở các lĩnh vực hạ tầng giao thông, nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất chế biến, du lịch sinh thái, thương mại dịch vụ, logistics, y tế. Trong đó, một số dự án trọng điểm như cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc – Liên Khương, tỉnh Lâm Đồng, dự án khu nông nghiệp công nghệ cao tỉnh Gia Lai, khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Tấm Bùn, Suối Khoáng, Thác Đắk Lung, tỉnh Kon Tum. Đại diện các địa phương vùng Tây Nguyên đã giới thiệu những lợi thế, tiềm năng cũng như sự thông thoáng trong môi trường đầu tư đến với các doanh nghiệp, cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất với chính sách ưu đãi nhất cho các nhà đầu tư đến với vùng đất Tây Nguyên. Dự báo nhu cầu hành khách sẽ tăng cao trong thời gian tới, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đã tính toán các phương án nâng công suất hoạt động của các phà biển kết nối Cần Giờ và thành phố Vũng Tàu. Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh vừa trình Ủy ban nhân dân thành phố về đề án mở rộng, nâng cao công suất phà Cần Giờ - Vũng Tàu. Dự báo nhu cầu phát triển trong thời gian từ nay đến 2030, lượng hành khách ô tô và xe máy qua phà Cần Giờ - Vũng Tàu tăng từ 12% đến 15% mỗi năm. Với đà tăng trưởng này, đến năm 2030, lượng hành khách, ô tô và xe máy qua phà sẽ tăng gấp đôi. Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, Sở Giao thông Vận tải đề xuất tuyến phà Cần Giờ - Vũng Tàu tăng số lượng phà từ 4 phương tiện hiện nay lên 8 phương tiện, tăng tần suất khai thác từ 1 giờ trên một chuyến hiện nay lên 30 phút trên một chuyến để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân vào cuối tuần và ngày lễ. Bên cạnh đó, tăng cường công tác nạo vét luồng vào bến để phương tiện khai thác ra vào được thuận lợi. Thưa quý vị, đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 5, Cục Cảnh sát Giao thông vừa đưa ra khuyến cáo cho các phương tiện lưu thông trên tuyến cao tốc Cam Lộ La Sơn. Thống kê cho biết từ 0 giờ ngày 1 tháng 4 đến 12 giờ ngày 4 tháng 4, trên tuyến cao tốc Cam Lộ La Sơn đã xảy ra 12 trường hợp gặp sự cố vỡ bánh lốp xe. Nguyên nhân là do nhiệt độ mặt đường rất cao, có lúc lên tới 63 độ C. Do đó, Cảnh sát Giao thông khuyến cáo các lái xe trên tuyến đường phải tuân thủ nghiêm luật giao thông đường bộ, đi đúng tốc độ, khoảng cách và chú ý quan sát. Khi gặp sự cố trên tuyến cao tốc Cam Lộ La Sơn, hãy gọi điện đến số điện thoại 094 905 0608 để được hỗ trợ. Đây là số điện thoại của Trung tâm Chỉ huy Đội Tuần tra Kiểm soát Giao thông Đường bộ Cao tốc số 5.